Quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trên trang sức khỏe đời sống.vn, tế bào gốc là những tế bào có nguồn gốc từ tủy xương hoặc dây rốn và cũng được gọi là tế bào cơ bản của cơ thể chúng ta. Chúng có khả năng phát triển thành bất kỳ loại mô hoặc tế bào nào trong cơ thể. Liệu pháp tế bào gốc mặc dù khá mới nhưng đã được sử dụng rộng rãi để điều trị nhiều bệnh. U não trong nghiên cứu đột phá này, các nhà khoa học đã bẫy virus herpes trong các tế bào gốc và sử dụng chúng để nhằm vào các khối u não. Thử nghiệm đã cải thiện đáng kể tỷ lệ sống sót của chuột bị loại u não phổ biến nhất ở người là u nguyên bào thần kinh đệm đa hình. Các tế bào gốc trung mô đã được sử dụng làm hệ thống phân phối thuốc có hiệu quả và được sử dụng để mang virus chống ung thư. Virus đã giúp làm teo nhỏ khối u khi nó chuyển từ tế bào gốc vào tế bào khối u kỹ thuật đã giúp hình thành phương pháp điều trị mới cho bệnh ung thư này. Bệnh tim, các nhà nghiên cứu đã thiết kế được tim mini từ tế bào gốc để giúp chuyển hướng dòng máu từ tĩnh mạch mà không cần van chức năng. Một cơ quan giống như băng cuốn được tạo thành từ tế bào cơ tim có thể được ghép vào tĩnh mạch để hỗ trợ dòng máu đi qua đoạn tĩnh mạch vì băng cuốn này được tạo thành từ chính tế bào của bệnh nhân nên nó làm giảm nguy cơ thải ghép. Bệnh tiểu đường tuyếp 1, các nhà nghiên cứu thế rằng các tế bào gốc có thể được chuyển đổi thành các tế bào sản xuất insulin và do đó có thể sử dụng để điều trị bệnh tiểu đường tuyếp 1. Các tế bào được nuôi trong phòng thí nghiệm được khép vào cơ thể người sẽ trưởng thành và thực hiện đầy đủ chức năng. Điếc, nguyên nhân phổ biến nhất của điếc là tổn thương trong tai một nghiên cứu cho rằng có thể sử dụng các tế bào gốc của ốc tai, tế bào được tìm thấy trong tai để phục hồi thính lực. Tế bào gốc ốc tai có một khả năng bẩm sinh của tự tái tạo và phân chia thành các loại tế bào khác nhau và ốc tai có thể được tái sinh và biệt hóa thành ốc tai trưởng thành, dây thần kinh và các tế bào thần kinh đậm. Do đó, chúng có thể được sử dụng để thiết kế cấu trúc thần kinh bên trong tai giúp điều trị khiếm thính. Bệnh da Nghiên cứu chỉ ra rằng liệu pháp gen dựa trên tế bào gốc có thể chữa các chỗ rộp da hoặc khối u trên da, bệnh ly thượng bì bóng nước, một bệnh di truyền. Giờ đây có thể điều trị thành công bằng liệu pháp gen. Trong nghiên cứu này, tế bào gốc da được ghép vào chân của bệnh nhân và chức năng da bình thường được hồi phục mà không có tác dụng phụ. Vô sinh, nghiên cứu đã chỉ ra rằng vô sinh ở nam giới có thể được điều trị bằng cách sử dụng tế bào gốc. Các tế bào gốc lấy từ tế bào da của nam giới vô sinh đã được sử dụng để sản xuất tế bào tiền thân của tinh trùng mà cuối cùng có thể dẫn đến sản sinh tinh trùng khỏe mạnh. Nghiên cứu cũng cho biết có thể ghép tế bào mầm bắt nguồn từ tế bào gốc vào tinh hoàn của nam giới bị rối loạn sản xuất tinh trùng, do đó đem lại hy vọng làm cha cho nhiều người. Phổi, các nhà khoa học đã phát triển một kỹ thuật mới biến đổi các tế bào gốc của người thành các tế bào của phổi và đường hô hấp. Quá trình này có thể được sử dụng để tạo ra các mô của phổi sử dụng cho cây ghép. Phát hiện này đã mở đường cho việc điều trị các bệnh phổi khác nhau như sơ phổi vô căn. Bệnh bàng quang, các nhà khoa học đã phân lập được tế bào chuyên biệt từ các tế bào gốc của người, có thể được sử dụng để điều trị các rối loạn ở bàng quang, họ đã sử dụng tế bào gốc của người để tái tạo mô bàng quang trong phòng thí nghiệm, có thể được cấy vào làm tăng thêm hoặc thay thế bàng quang bị suy chức năng. Nghiên cứu này đã mở đường cho phương pháp điều trị mới để điều trị bệnh nhân bị rối loạn bàng quang. Quý vị và các bạn thân mến, ứng dụng phẫu thuật robot trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt sẽ là chủ đề trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau